Trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, tặng hàng nghìn xuất quà cho đồng bào dân tộc ở các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa, Sơn La với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Nằm trong chương trình công tác này, vừa qua tại xã Triềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, EVN-MPC và Hội đồng Dân tộc đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú 2 tầng, có quy mô 14 phòng ở bán trú có vệ sinh khép kín, 14 bộ đựng tài liệu học sinh cùng các hạng mục phụ trợ và công trình cấp nước sinh hoạt cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Triềng Công với tổng giá trị các công trình gần 6,5 tỷ đồng, được tài trợ từ quỹ phúc lợi của Tổng Công ty. Nằm cách trung tâm huyện Mường La 38 km, xã Triềng Công là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, việc làm này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho con em các dân tộc thiểu số học tập và sinh hoạt, góp phần thắp sáng những ước mơ để các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua những khó khăn thiếu thốn, vươn lên trong học tập, vun đắp tri thức để mai sau góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn quan tâm đến công tác từ thiện và các hoạt động an sinh xã hội với các việc làm như Tết vì người nghèo, áo ấm tình thương, chiếu sáng đường quê, xây dựng nhà bán trú, nhà tình nghĩa, hiến máu nhân đạo với giá trị hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2021, để chia sẻ những khó khăn của cộng đồng, khách hàng sử dụng điện, Tổng Công ty đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng với tổng số tiền lên đến 265 tỷ đồng.